thăng chức cho Vũ Hồng Văn, một lần nữa Bộ Chính trị bị Tô xỏ mũi. Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn vào ghế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là của Bộ Chính trị, tuy nhiên ai cũng hiểu đây là ý của Tô Lâm. Như vậy rõ ràng Bộ Chính trị đã không còn là bộ siêu quyền lực nữa mà phải chịu sự chi phối của một cá nhân. Một bộ siêu quyền lực bao lâu nay đứng trên mọi cá nhân, đứng trên mọi loại luật, cả về đảng, luật đảng, nhẫn luật pháp mà giờ đây phải ngoan ngoãn vâng lệnh một cá nhân. Thật sự quyền lực của đảng đang bị chuyển hướng rất mạnh. Hiện nay rất nhiều nhân vật lớn trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng vẫn còn tôn sùng ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói nếu không có ông Trọng thì đã không có Tô Lâm. Dù ông Trọng không có ý định truyền ngôi cho Tô Lâm, nhưng rõ ràng ông đã nuôi lớn một con thú dữ để giờ đây nó nhe nành vùng vuốt và thành phần còn lại trong đảng mà trong đó có rất nhiều người đệ tử trung thành với ông Trọng. Cho dù có lòng và mục đích cá nhân là muốn triệt hạ đối thủ, nhưng ông Trọng thật tâm muốn tốt cho đảng. Tuy nhiên vì sử dụng nhầm người và sai biện pháp nên ông đã để lại cho một Tô Lâm quân phiệt, độc tài và chủ nghĩa bè phái có cơ hội lớn mạnh như ngày hôm nay, đặc biệt là phe nhóm Hưng Yên của ông ta. Một khi Tô Lâm đã thao túng được Bộ Chính trị thì không bao giờ ông để cho thành phần này lại có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Tất cả mọi thế lực khác trong đảng đều phải chấp nhận luật chơi mà Tô Lâm đưa ra hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, buổi sáng Hội nghị Trung ương họp bất thường nhất trí 100% bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Thì chiều cùng ngày, Tô Lâm đã cho thịt 4 ủy viên Trung ương Đảng, nghĩa là Tô Lâm ra tay với chính những người mà trước đó vừa bỏ phiếu bầu cho ông ta làm Tổng Bí thư. Như thế mới thấy sự nhẫn tâm của tân Tổng Bí thư hiện nay nó như thế nào. Cho nên những người trong Bộ Chính trị hôm nay đồng ý với quyết định thăng chức cho Vũ Hồng Văn là em họ của vợ đầu Tô Lâm thì rất có thể ngày mai chính họ sẽ phải lên thớt. Bản tính của ông Tô Lâm vốn lạnh lùng và chỉ quan tâm đến mục tiêu đạt được. Ông sử dụng Bộ Chính trị của Trung ương Đảng như một cây mía vậy, ăn mía xong rồi thì vứt bã là chuyện rất bình thường với Tô Lâm. Ông Tô lên làm Tổng Bí thư, Đảng sẽ bước vào một giai đoạn mới là giai đoạn thanh trừng nội bộ khốc liệt nhất. Với Tô Lâm thì dù có cố tỏ ra ngoan ngoãn thì cũng không hề an toàn. Điều này không cần phải chứng minh thêm bởi vừa lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã chứng tỏ máu lạnh rất rõ ràng. Trong Ban Bí thư, Tô Lâm cũng cần phải loại bỏ rất nhiều người, trong đó có Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Ông Trạc từng nhảy vào mâm của Bộ Công an định tranh chức Bộ trưởng khiến Tô Lâm không thể rời ghế ngay sau khi hạ Võ Văn Thưởng. Nếu để lại ông Trạc thì hậu họa về sau đối với họ Tô sẽ rất khó lường và phe cánh Hưng Yên của ông ta cũng như vậy. 7 ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư từng được ông Trọng cất nhắc, chẳng lẽ giờ đây đều chịu bất lực trước một mình Tô Lâm hay sao? Đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Nếu Ban Bí thư của ông Trọng không đoàn kết lại để chống lại Tô Lâm thì sẽ chẳng có cơ hội nào để yên ổn, chứ đừng nói đến tiến thần. Bởi Tô Lâm vốn không tin dùng người ngoài tỉnh như ông Trọng. Nếu Ban Bí thư cũ thất thủ thì chắc chắn sau đó đến lượt Bộ Chính trị cũng sẽ thất thủ, sẽ trở thành một tập thể con rối, chỉ biết vâng lệnh và phục tùng mỗi mình Tô Lâm mà thôi. Vũ Hồng Văn được thăng chức, Nguyễn Duy Ngọc trở thành tay hòm chìa khóa cho Tô Lâm, không những Ban Bí thư bị Hưng Yên hóa mà còn bị công an hóa. Dự là thời gian sau sẽ có rất nhiều nhân vật từ Bộ Công an chuyển sang Ban Bí thư để mà nắm các chức vụ chủ chốt tại đây. Những người hiện tại còn trong Ban Bí thư nên chuẩn bị tinh thần để có thể bị Tô Lâm thịt bất cứ lúc nào. Nhà nước công an trị là như thế, giờ đây các ông quan to ở Trung ương cứ từ từ nếm trải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin thăng chức cho Vũ Hồng Văn, một lần nữa Bộ Chính trị bị Tô xỏ mũi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Thăng chức cho Vũ Hồng Văn, Tô Lâm đưa Trần Cẩm Tú rơi vào thế trên đè dưới búa. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2023,
Tô Lâm đưa Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Trần Cẩm Tú đứng đầu. Khi đó, Tô Lâm chưa tạo phản, vẫn đóng vai là kẻ thuộc hạ tận tụy với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những vụ thuyên chuyển như thế, theo nguồn tin riêng của Thời báo.de cho biết, Tô Lâm nhờ vào tiếng nói của Tổng Trọng. Vũ Hồng Văn khi đó là Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, nắm nhiều thông tin về điều tra cán bộ, có thể giúp cho Trần Cẩm Tú trong việc kỷ luật các quan chức nhúng chàm, trên danh nghĩa là giúp cho công cuộc đốt lò của Tổng Trọng được tốt hơn. Tuy nhiên, khi Vũ Hồng Văn vào được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Tô Lâm mới lộ nguyên hình là kẻ phản trắc. Vũ Hồng Văn chỉ cung cấp cho Trần Cẩm Tú những thông tin mà Tô Lâm cho phép, có nhiệm vụ chính là giám sát và điều tra Trần Cẩm Tú để báo cáo về cho ông Tô. Khi nhận ra bộ mặt thật của Tô Lâm thì Trần Cẩm Tú đã bị kẹp giữa hai gọng kìm nội ứng, ngoại hợp. Bên trong, Trần Cẩm Tú bị Vũ Hồng Văn kẹp, bên ngoài Tô Lâm cho đánh mạnh vào công ty Cây Xanh Công Minh, một doanh nghiệp được cho là do Trần Cẩm Tú đỡ đầu. Vào ngày 8 tháng 8, với quyền lực Tổng Bí thư, Tô Lâm đã nâng Vũ Hồng Văn lên thành phó tướng cho Trần Cẩm Tú. Tương tự như Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính, Vũ Hồng Văn làm phó cho Trần Cẩm Tú là mối đe dọa lớn với ông chủ nhiệm gốc Hà Tĩnh này. Trong Ban Bí thư giờ đây, Trần Cẩm Tú bị kẹp bởi hai người Hưng Yên, bên trên là Tổng Bí thư Tô Lâm, bên dưới là ngay sát lưng là Vũ Hồng Văn. Đây là thế trên đe dưới búa. Trần Cẩm Tú được xem là đang nằm trên cái đe có tên là Vũ Hồng Văn và nằm dưới cây búa có tên là Tô Lâm. Cả đe và búa đều là của Hưng Yên, biến Trần Cẩm Tú vào thế bánh mì kẹp thịt, rất khó thoát. Hiện nay Trần Cẩm Tú được xem là cánh chim đầu đàn của nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Nhóm này đang có 2 ủy viên Bộ Chính trị và 10 ủy viên Trung ương Đảng. Mới đây Tô Lâm đã cho tỉa Đặng Quốc Khánh, một hạn giống đỏ được nhóm Hà Tĩnh vận động để vào Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới. Và giờ đây ông Khánh đã bị dụ. Việc đánh cá những kẻ có tham vọng của Bộ Chính trị và đưa con chim đầu đàn vào thế bánh mì kẹp thịt đang là chiến thuật mà Tô Lâm dùng để đánh hạ nhóm Hà Tĩnh. Nhóm này đang có số ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị gấp đôi nhóm Hưng Yên, không triệt hạ sớm thì hậu họa khó lường. Trần Cẩm Tú là người được ông Trọng nâng đỡ. Khi Tô Lâm làm chủ Ban Bí thư, Tô Lâm có thể khiến cho Trần Cẩm Tú phải vâng lệnh, nhưng chắc chắn Tô Lâm không thể khiến cho Trần Cẩm Tú toàn tâm toàn ý phục vụ cho mình. Là con chim đầu đàn của thế lực đông đảo ở Trung ương Đảng của Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú hoàn toàn có thể trở thành một thủ lĩnh của nhóm lợi ích lớn để chống lại nhóm lợi ích Hưng Yên do Tô Lâm đứng đầu. Đưa Trần Cẩm Tú vào thế bánh mì kẹp thịt cũng là cách nhốt ông ta vào chuồng trong thời gian chưa đủ bằng chứng để loại ông ra khỏi vũ đài chính trị. Điều này giúp cho Tô Lâm an tâm hơn vì đã kiểm soát được chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trọng cất nhắc đưa lên. Xem ra Trần Cẩm Tú khó có thể trụ được lâu dài, nhiều nhất là ông cố trụ đến hết nhiệm kỳ rồi hạ cánh an toàn. Như vậy ông phải cố gắng để nắm một đường, một điểm yếu nào đấy của Tô Lâm để có thể đặt lên bàn đàm phán mà ngã giá với nhau. Bằng không ông sẽ bị Tô Lâm cho làm thịt một cách không thường tiếc. Những người trong Trung ương Đảng của Bộ Chính trị đã từng ủng hộ chế độ công an trị thì nay đã hoặc sẽ phải trả giá. Thời của Tô Lâm là thời của đe dọa, khủng bố, bắt bớ và thủ tiêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin Thăng chức Vũ Hồng Văn, Tô Lâm đưa Trần Cẩm Tú rơi vào thế trên đè dưới búa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de